Vậy là chúng ta đã trải qua giai đoạn lượt đi vô cùng căng thẳng của vòng bảng Yomost VFL Spring 2022. Dù chỉ mới trải qua 3 tuần thi đấu, nhưng chúng ta có thể dễ dàng thấy được mùa xuân này mang đến cho chúng ta một giải đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Và tuần 3 của vòng bảng này mang đến cho chúng ta những gì nhỉ? Hôm nay hãy cùng Zeker tổng kết lại những con số ấn tượng tại lượt đi lần này nhé! Đầu tiên, chắc chắn chúng ta phải kể đến những phần thưởng vô cùng là giá trị mà 18 đội tuyển đã đem về cho mình sau giai đoạn lượt đi vừa qua. Với mức giải thưởng hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng dành cho vị trí top 1 lượt đi, chúng ta có thể thấy được sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội tuyển. Không khó để thấy các ông lớn luôn có mặt trong top đội tuyển mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, đặc biệt nhất, chúng ta phải kể tên đến cái tên lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường chuyên nghiệp nhưng lại đang làm các ông lớn phải hết sức dè chừng. Không ai khác, đó là các chú gấu, phè. Cuộc cạnh tranh khốc liệt để đến với giải thưởng 100 triệu đồng đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Để rồi, với sự xuất sắc của mình, Binh Su cùng với VGaming đã xuất sắc mang về với vị trí top 1 tại lượt đi cùng 472 điểm. Qua đó, họ xuất sắc kết thúc lượt đi với 130 triệu đồng, trong đó có 100 triệu tiền thưởng lượt đi, 2 lần đặt danh hiệu Yomost Team of the Day và 1 lần Yomost Player of the Week dành cho đội trưởng Binh Su. Bên cạnh đó, tân binh xuất sắc, Phè cũng mang về cho mình 100 triệu đồng tiền thưởng, dù chỉ đứng ở vị trí thứ 3 nhưng lại rất xuất sắc, có cho mình 2 lần Yomost Team of the Day và tuyển thủ Bập Lầu cũng đã đem đến cho mình danh hiệu Yomost Player of the Week tại tuần thi đấu thứ 3 vừa qua. Có thể thấy, trên bảng xếp hạng, ngoài 7 ông lớn chêm chệ tại những vị trí top đầu thì chúng ta phải nhắc đến những tân binh vô cùng mạnh mẽ như Memo Game, MDS hay Bình Dương Đại Hải. Họ đều là những cái tên xuất sắc mà các ông lớn đều phải dè chừng. Bên cạnh những phần thưởng giá trị mà các đội tuyển giành được, lượt đi vòng bảng Yomost VFL Spring 2022 lần này còn chứng kiến những con số vô cùng ấn tượng mà các cá nhân cũng như đội tuyển đã đạt được. Đầu tiên phải kể tên đến danh hiệu ông hoàng Booyah đã đổi chủ. Heavy không còn được biết đến với cái danh xưng đó nữa khi chỉ có cho mình là 6 lần Booyah. Trong khi đó, tại lượt đi này, Team Flat xuất sắc chiếm được danh hiệu đó với 10 lần Booyah. Phè, họ cũng đang bám đuổi rất sát với 9 lần Booyah dành cho mình. Đây là một con số rất tự hào với một tân binh như họ. Tiếp theo, chúng ta phải kể đến sự trở lại của cựu vương VGaming với số lượng kill vượt trội 243 kill, bỏ xa các đối thủ khác trên bảng xếp hạng. Sự trở lại của bộ đôi Binh Su và Darklub cùng với thành viên mới Văn Thành đã mang lại một làn gió mới cho VGaming, trở lại với phong độ của một nhà vô địch. Một con số nữa cũng vô cùng ấn tượng không kém tại lượt đi lần này, đó chính là lượt điểm hạ gục. Với cơ chế hồi sinh được áp dụng, các tay to liên tục mang về những điểm hạ gục cho team của mình và tuyển thủ đang cho thấy bản năng sát thủ xuất sắc của mình, đó chính là Heavy Bảnh với 71 kill. Mặc dù danh hiệu Yomost Player of the Week tại 3 tuần thi đấu đều không gọi tên Bảnh, nhưng anh chàng này đã cho thấy phong độ xuất sắc của mình và đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Bên cạnh những phong độ thăng hoa của Bảnh cùng với các thành viên, Heavy cũng đang là đội tuyển kiếm được nhiều kill nhất tại một map thi đấu với 100 kill. Và điểm đặc biệt đó là bản đồ mà họ đạt được 100 kill đó không phải là thiên đường mà là đảo quân sự. Có thể thấy, Heavy đang lột xác sau sự ra đi của Panda và đang trở thành một đội tuyển thiên hướng giao tranh. Đây là một sự thay đổi đáng mong chờ của họ. Những con số ấn tượng tại lượt đi của vòng bảng Yomost VFL Spring 2022 vừa qua có làm bạn cảm thấy phấn khích không nào? Chứ tôi đang cảm thấy rất háo hức đón chờ sự bùng nổ tại lượt về lần này rồi đấy. Cùng đón chờ sự bùng nổ này ngay thôi nào! Giải đấu Yomost VFL Spring 2022 Rush Forward tuần thi đấu thứ 4 vào lúc 18 giờ ngày 18, 19 và 20 tháng 3 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của Huyền thoại sinh tồn Free Fire Esport để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esport đỉnh cao.